Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch số 3819 về việc tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2024 với chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước. Ngày hội văn hóa Chăm năm nay sẽ quy tụ và phô diễn những nét đặc sắc độc đáo nhất của văn hóa Chăm. Theo đó, ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9 năm 2024 tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận với sự tham gia của chín tỉnh thành phố gồm Ninh Thuận, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội sẽ rất đa dạng phong phú như trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa, trang phục, các nghề thủ công truyền thống, trưng bày ảnh, triển lãm, đặc trưng văn hóa đồng bào châm trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam.